Tập 23. Tiểu thư đã về rồi. Tiểu thư đã gặp được lão phu nhân chưa? Bà ấy nói gì? Hôm nay là một ngày tốt, chúng ta đi uống rượu đi. Hôm nay đã gặp được quận Dương chưa? Quận Dương phụng theo hoàng lệnh ra ngoài rồi. Vậy chuyện của Thiên Ngữ, ngày mai ta đi xin Dương Phi. Nhỡ Dương Phi thiên vị tiểu quận Dương thì sao? Sẽ có cách thôi. Nếu như không có thì sao? Sẽ có mà. Thật ra bây giờ không có cách nào tốt hơn nữa. Nhưng Thiên Ngữ gả cho tiểu quận Dương làm thiếp thì cuộc đời này của cô ấy xem như chấm hết. Chuyện hôn ước muội sẽ không làm khó huynh nữa. Muội đã nghĩ thông suốt rồi. Chúc huynh và người đó hạnh phúc. Không đúng, muội đi đâu vậy? Sắc mặt của Thiên Ngữ lúc cô ấy đi không đúng lắm. Ta phải đi xem sao. Lần này tiểu thư vui vẻ rồi. Mama, Tế Nguyệt, mọi người đi đâu vậy? Tiểu thư đang vui, bảo chúng ta đi lấy rượu đến chúc mừng. Vui, lão phu nhân đã đồng ý với tiểu thư chuyện thành thân với Ngôn Tịch thiếu gia. Đúng vậy, đã lâu rồi tiểu thư không vui vẻ như vậy. Không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Thiên Ngữ tỷ tỷ, tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, mau gọi đại phu đến, mau gọi người đến. Ngôn Tịch thiếu gia, Ngôn Tịch thiếu gia, ngài đi khuyên tiểu thư đi. Có chuyện gì thì cũng không được nghĩ không thông vậy chứ. Tiểu thư, sao cô lại ngốc như vậy? Mama nhìn cô lớn lên, rốt cuộc là có chuyện gì? Mama, để cho Thiên Ngữ tỷ tỷ bình tĩnh chút đi. Tại sao lại đến quản chuyện của ta? Cứ để ta âm thầm rời khỏi. Ít nhất dáng vẻ của ta để lại trong lòng mọi người vẫn tốt đẹp. Thiên Ngữ tỷ tỷ, sao tỷ lại nghĩ như vậy chứ? Còn sống không tốt sao? Ta không muốn gả cho tiểu quận Dương, càng không muốn giống như con chó đó lắc đầu dãy đuôi đi cầu xin sự yêu thích của người khác. Ngôn Tịch thiếu gia, ta đi tìm cậu ấy. Sao cậu ấy có thể đối xử với cô như vậy? Thôi bỏ đi. Mama, ta thực sự không muốn gây thêm bất kỳ phiền phức nào cho Ngôn Tịch ca ca nữa. Hôn ước là lão phu nhân đã đồng ý, không phải Ngôn Tịch thiếu gia nên thực hiện lời hứa sao? Nếu như không phải cô vì chuyện của Ngôn Tịch thiếu gia mà đến hội thơ thì sẽ không gặp phải tai họa này. Bây giờ tai họa giáng xuống đầu cô, sao cậu ấy có thể ngồi yên không quản chứ? Nếu như thực sự không muốn thành hôn, không phải vẫn có thể hòa ly sao? Mama, ban đầu khi đến hội thơ là Thiên Ngữ tự nguyện đi, không phải vì muốn Ngôn Tịch ca ca có bất kỳ báo đáp nào. Hơn nữa huynh ấy còn cứu ta nữa. Là mệnh của Thiên Ngữ không tốt. Thiên Ngữ không trách bất kỳ ai. Mama nói rất đúng. Đại ca đúng là nên giúp Thiên Ngữ tỷ tỷ vượt qua cửa ải khó khăn này. Mama nói không có tác dụng thì ta nói. Nguyễn Nhi tiểu thư, ta đây. Thiếu gia, ngài ở bên ngoài cửa đợi một chút. Nô thì đi xem tiểu thư có tiện hay không. Tiểu thư, Ngôn Tịch thiếu gia đến rồi. Thiên Ngữ tỷ tỷ, tỷ yên tâm đi, ta sẽ giúp tỷ đi khuyên đại ca. Đại ca tuyệt đối sẽ không ngồi yên không quản để cho tỷ gả cho tên cầm thú đó đâu. Đa tạ, đa tạ Nguyễn Nhi tiểu thư. Ra ngoài. Ta mang điểm tâm huynh thích ăn nhất đến đây, làm theo khẩu vị của huynh đấy. Ngon lắm. Muội không đi ta đi. Này, làm gì vậy? Đi xuống. Ta không xuống. Ta chỉ là chú sóc. Rời khỏi cây thông ta không sống được.
Sóc thì không nói mấy lời như vậy đâu. Bên ngoài nhiều cây lắm. Mụ thích đi đâu thì đi. Mụ đi đi. Cây thì có nhiều, nhưng ta chỉ muốn bên huynh thôi. Tô Tiểu Giản, mụ thực sự không sợ ta kịch giả làm thật à? Đến lúc đó ta và Trịnh Thiên Ngữ đi thành đôi thì không có chuyện của muội nữa đâu. Ta ngoan ngoãn đáng yêu xinh đẹp thế này, sao huynh nỡ lòng nào dứt bỏ ta lại chứ? Ta không có tâm trạng đùa với muội. Chuyện hôn nhân đại sự đâu phải chuyện đùa. Ta cũng đâu có đùa với huynh. Huynh cứ nghiêm túc giả vờ thành thân, sau khi thành thân thì hòa ly, thêm một ngày cũng không được. Bái thiên điện xong thì là phu thê rồi. Cho dù muội đồng ý, ta cũng không làm được. Cố Ngôn Tịch, huynh cho rằng một tờ hôn thư, ba cái khấu đầu có thể đại diện cho điều gì chứ? Thành thân rất quan trọng, đó là vì hai người yêu thương nhau, cùng đưa ra lời thề nguyện. Nhưng nếu như trái tim hai người không ở bên nhau, thì đó cũng chỉ là hình thức thôi. Đó là muội cho rằng như vậy. Nhưng mà trong mắt thế nhân, ta không tin người khác, ta chỉ tin huynh. Cho dù huynh không suy nghĩ cho Thiên Ngữ, nhưng bà vẫn đang bệnh. Lỡ như huynh làm bà giận quá, xảy ra chuyện gì thì sao? Như vậy chúng ta có thể vô tư ở bên nhau sao? Có những lúc ta thật sự muốn dệt một chiếc túi áo, không cần quá lớn, có thể chứa huynh là được. Trong một buổi tối tĩnh lặng không người, ta sẽ trộm huynh đi, sau đó đi khắp thiên nhai. Như vậy thì cũng không có nhiều chuyện như vậy. Vậy thì ta nghiêm túc giả vờ thành thân, xong việc thì hòa ly, không chậm trễ một khắc nào. Vâng, đợi sau khi ta giải quyết xong tất cả mọi chuyện, ta đưa muội đi du ngoạn bốn phương, được không? Vậy huynh phải hứa với ta ba điều: không được nắm tay, không được ôm, cũng không được có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào, cho dù là một ánh mắt thâm tình cũng không có. Ta suy nghĩ chút. Huynh đồng ý rồi? Ta còn chưa suy nghĩ xong mà. Huynh đồng ý rồi. Đây là trà tẩm bổ như đại phu đưa đến sau khi nghe chuyện của tiểu thư. Em có biết tại sao ta lại nói những lời như vậy với Như đại phu không? Ta muốn để huynh ấy chết tâm. Ta biết yêu thầm một người thật sự rất hèn mọn, thật sự rất vất vả. Không có ai sinh ra đã phải hèn mọn thích người khác như vậy. Ta thích Ngôn Tịch ca ca cũng là như vậy. Vậy nên ta không hy vọng Như đại phu cũng vì ta mà chịu khổ như vậy. Nếu như trên thế gian này thật sự có nước dòng tình thì tốt. Như vậy thì ta sẽ không nhớ tới Ngôn Tịch ca ca, cũng sẽ không đau khổ như vậy. Nguyễn Nhi, ca ca của con đã đồng ý chuyện hôn nhân này. Chị dâu Thiên Ngữ của cháu là gã đi xa. Ở thành Lâm An này, chúng ta chính là người thân của cô ấy. Sau này cháu phải đối xử tốt với chị dâu. Vâng. Bà ơi, Nguyễn Nhi, bà và Nguyễn Nhi đối xử tốt với cháu, cháu đều ghi nhớ trong lòng. Ừ, Giảng Hà, cầm đồ qua đây. Thiên Ngữ này, đây là bà tổ tặng cho bà khi bà mới vào Cố phủ. Bây giờ cháu cũng sắp về nhà họ Cố rồi, bà tặng nó cho cháu. Nào, bà thử cho cháu. Đẹp thật đấy. Nào, cầm lấy. Cảm ơn bà. Bà ơi, thứ tốt cũng không nghĩ đến cháu gái của bà sao? Không phải ít trang sức thôi sao? Sau này Nguyễn Nhi gả đi, bà cũng có thứ tốt tặng cho cháu. Thật sao? Bà còn lừa cháu sao? Đợi sau khi làm xong hôn sự của Ngôn Tịch và Thiên Ngữ, bà cũng tìm cho cháu một hôn sự tốt. Hỷ càng thêm hỷ. Không cần đâu ạ. Ngôn Tịch, cháu về rồi sao? Cháu xem, sắp thành người có gia đình rồi, cũng không có dáng vẻ của người lớn. Cháu thích muội muội thế nào đi nữa, cũng không nên làm chậm trễ chuyện hôn nhân đại sự của muội muội chứ. Nhưng mà nói đi nói lại thì bà cũng không nỡ để Nguyễn Nhi gả cho người ta. Cháu xem, có con bé ở trong phủ, ngày nào cũng náo nhiệt vui biết bao. Không náo nhiệt sao được, ngày nào cũng chó bay gà nhảy.
Đại ca bớt chạy nhảy vài lần thì trong phủ yên ổn thôi mà. Muội nói ai là cậu? Được rồi, được rồi. Bà ơi, bà xem dáng vẻ của muội ấy, nhà ai dám kết thông gia chứ? Vậy theo cháu thì sao? Ở trong phủ dạy dỗ thêm mấy năm, đi ra ngoài mới không làm mất mặt chúng ta. Tuổi của nữ nhi không đợi người, dạy dỗ mấy năm thì không phải thành cô nương già rồi sao? Nói thì nói như vậy, chuyện hôn nhân của Nguyễn Di muội muội vẫn phải sắp xếp chu toàn. Phải nghe ngóng thật kỹ, sau đó mới bàn bạc. Nhà chồng tương lai cũng cần kiểm tra kỹ một phen. Vậy cháu thấy phải tìm một nhà chồng như thế nào cho Nguyễn Nhi đây? Chuyện gia sản giàu có không cần phải nói, không thể để Nguyễn Nhi chịu khổ được. Tính tình của Nguyễn Nhi muội muội hoạt bát, chồng muội ấy nên ổn trọng một chút. Muội muội miệng lưỡi lanh lẹ thì chồng muội ấy phải thông minh mới có thể quản được muội ấy. Còn về tướng mạo, như Phan An là được, không thể yêu cầu quá cao. Nghe thì không tồi, nhưng chỉ có một vấn đề, trên thế gian này kiểu người này sợ là khó tìm lắm. Bà ơi, Ngôn Tịch ca ca đâu phải tìm chồng cho Nguyễn Nhi chứ? Đây rõ ràng tìm được huynh đệ song sinh với mình thì có. Phim được thuyết minh bởi Aramat Quasi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia, cuối cùng ngài cũng về rồi. Dạo gần đây cậu sống ở đội thuốc cúc sao? Ta chỉ đi có 2 ngày thôi, nhìn trong phủ như này là sắp thành thân sao? Đại thiếu gia sắp thành thân rồi. Đại ca muốn thành thân với ai vậy? Mấy ngày không gặp nhau, vừa gặp đã hỏi chuyện này rồi. Hỏi thì hỏi đi, vẻ mặt còn nghiêm túc như vậy. À, người biết thì cho rằng huynh bị dọa sợ, người không biết còn tưởng cướp chuyện thành hôn của huynh đấy. Trước đây không có chút động tĩnh nào, sao đột nhiên lại thành thân vậy? Tiểu quận dương muốn ép cưới Thiên Ngữ, đại ca là vì muốn giúp Thiên Ngữ. Hai người dự định thành thân xong thì hòa ly. Huynh nhất định không được nói ra ngoài đâu. Quá ra là vậy. Đúng rồi, mấy ngày nay huynh đi đâu vậy? Ta hỏi Nguyên Sương thì huynh ấy ấp mở không chịu nói. Hôm nay ta đến đây để nói với muội một chuyện. Muội cũng biết, ta vốn dĩ là con nuôi của Cố gia. Mẹ của ta làm ra chuyện như vậy, nếu như ta tiếp tục ở lại đây cũng không thích hợp. Trong lòng ta cũng thấy không thoải mái, cho nên bây giờ sóng gió cũng bình lặng rồi, nên chuẩn bị chuyển ra ngoài. Vậy sau này huynh phải làm sao? Ta đã đồng ý với huấn luyện viên của bọn ta, sau này gia nhập Thiên Vũ đội nên ở bên ngoài. Vậy sau này huynh không ở lại Cố phủ nữa sao? Sao nào? Muội là ngưỡng mộ ta tự do hay là không nỡ để ta đi? Đúng là không nỡ để huynh đi, nhưng mà cuộc sống ở bên ngoài cũng không thoải mái như ở trong phủ. Một mình huynh cũng không có ai hầu hạ, huynh có quen được không? Có gì mà không quen chứ? Nam tử hán đại trượng phu, sống được nhà lớn thì cũng có thể nằm trên đống cỏ. Tìm gì vậy? Mùa đông lạnh rồi, huynh cầm cái lư cầm tay này đi, ấm tay đấy. Như anh vừa đưa đến một số rượu thuốc thường dùng, bị thương nhẹ đều có thể dùng được. Huynh cũng cầm đi. Cái này à, là dùng để phòng thân. Có ai ức hiếp huynh thì huynh đánh hắn luôn. Thứ này nhất định phải mang theo. Thứ này. Đây là đồ chơi huynh tặng cho ta, dùng để nhìn vật nhớ người. Ta nói muội nghe, nhiều đồ như vậy ta không cầm nổi đâu. Muội không yên tâm về ta như vậy, hay là muội đi cùng ta luôn? Muốn ta đi cùng huynh sao? Đúng vậy. Vậy huynh phải bàn việc rồi. Mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Huynh không sợ ta ỷ lại vào huynh không đi sao? Để ta xem sao. Ta hy vọng muội ỷ lại vào ta không đi đấy. Không có gì. Muội đừng lo lắng, ta thật sự không thiếu thứ gì. Đợi thu dọn nhà bên đó xong, muội qua nhìn là biết thôi. Vậy sau này chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau không? Ta là chuyển ra ngoài, cũng không phải sinh ly tử biệt, tại sao không gặp được chứ? Vậy thì được rồi. Đến lúc đó, khi ta đến nhà huynh làm khách, ta sẽ đem hết số đồ đó cho huynh. Muội ấy à, nhưng mà ta nói thật đấy, nếu như muội đồng ý đi cùng ta, phiền phức lớn như thế nào ta cũng không sợ. Đại ca Tử Khiêm, nghe nói đệ muốn đi. Đúng vậy, ta biết nghe thông tin được vào miệng của Nguyên Sương mà. Trên đường đưa tay nải thì gặp được ta.
Ta tiễn đệ. Vậy ta cũng đi cùng nhé. Muội về phòng đi. Nam nhân nói chuyện với nhau, làm gì có chuyện của muội. Vậy ta nói chuyện với đại ca một chút. Muội về trước đi. Vậy sau khi sắp xếp xong nhà của huynh, nhất định phải nói cho ta biết. Sao muội nói nhiều thế? Mau về đi. Đi thôi. Đệ nghĩ kỹ chưa? Không phải huynh đến khuyên ta đấy chứ? Sao có thể chứ? Ta không phải không biết tính cách của đệ. Chuyện đệ đã quyết thì không thay đổi được. Vậy huynh đưa tay nải của ta cho ta đi. Sau này một mình ở bên ngoài, gặp chuyện gì khó khăn, nhớ lấy, đây mãi mãi là nhà của đệ. Ta sắp đi, nhưng có một chuyện không yên tâm được. Nói đi. Nếu như huynh đã nắm tay muội ấy rồi thì phải bảo vệ muội ấy thật tốt. Không cần để nhắc nhở. Ta không phải nhắc nhở, ta là nói cho huynh. Nếu như huynh làm cho muội ấy bị thương lần nữa thì ta nhất định sẽ không nhường muội ấy cho huynh. Ta sẽ không cho đệ cơ hội này đâu. Đi đây. Bảo trọng. Đừng trốn nữa. Đi ra đi. Lần sau muốn theo dõi người khác thì thay sang bộ đồ. Nói đi. Lén lút trốn ở đó là muốn làm gì? Huynh đừng nói ta khó coi như vậy. Ta chỉ là tò mò. Nam nhân với nhau thì nói những chuyện gì, kết quả là cách xa quá, không nghe rõ. Hay là huynh nói lại cho ta nghe đi. Muốn biết vậy sao? Ừ. Qua đây. Qua đây ta sẽ nói. Gần hơn nữa. Cứ mơ đi. Huynh. Cố Ngôn Tịch, huynh nói cho ta đi. Ta không nói. Vừa rồi rõ ràng huynh đã hứa rồi mà. Đừng chạy. Này. Cuối cùng cũng xong rồi. Tử Khiêm, ta đến muộn rồi. Sân vườn đẹp quá. Là huynh tự sắp xếp sao? Đây là điều bất ngờ mà ta chuẩn bị cho muội đấy. Nào, muội ngồi đi. Thích ở đây không? Ừ. Thích. Thích lắm luôn. Vậy muội có đồng ý làm nữ chủ nhân ở đây không? Ừ. Ta đồng ý. Tiểu thư, ngày đại hỷ. Sao trên mặt cô không có đến một nụ cười vậy? Có lẽ là do đoạn thời gian trước có quá nhiều chuyện, trong chốc lát chưa.
Đẹp không? Người trang điểm thì đều đẹp cả. Ta không tin trên thế gian này không có thuốc ta không nghiên cứu ra được. Còn thiếu chút gì đó. Ta thành công rồi. Ta thành công rồi. Ta cuối cùng cũng thành công rồi. Ta thành công rồi. Ta sao hai người lại ăn mặc long trọng như vậy? Có phải hai người đã biết ta nghiên cứu thuốc thành công nên đến đây chúc mừng ta không? Đúng không? Đa tạ, đa tạ. Thật sự đa tạ hai vị muội muội từ tận đáy lòng. Này, muội muội. Này, hai vị muội muội, sao bên ngoài ồn ào như vậy? Hình như là Như đại phu. Các cô để ta vào trong đi. Xin các cô đấy. Như đại phu, lần này thực sự không tiện. Xin ngài đấy, ngài về đi. Tiểu thư nói rồi, để Như đại phu vào đi. Mời. Thiên Ngữ. Các em lui xuống cả đi. Dân. Ở đây không còn ai nữa. Có lời gì thì huynh nói đi. Ta đến đưa đồ cho cô. Đây là gì? Nước vong tình. Huynh đã nghe thấy cả rồi sao? Ta hôm đó ta nghe nói cô xảy ra chuyện. Ta sợ nghe đầu Tế Nguyệt không trông chừng được cô. Cô lại nghĩ không thông nên nửa đêm ta lén đến thăm cô. Cô nói cô muốn uống nước dông tình. Vậy nên ta dậy nghiên cứu suốt ngày đêm, không ngừng nghiên cứu. Ta thậm chí còn không biết cô sắp thành thân rồi. Nếu như huynh đã nghe thấy cả rồi thì nên biết rằng người trong lòng ta không phải là huynh. Thứ này ta không dùng được. Huynh cầm đi đi. Ta vậy. Vậy cô thề đi. Trong lòng cô không có ta dù chỉ một chút. Thề đi. Như đại phu, cô thề đi. Nếu như trong lòng cô có ta dù chỉ một chút thì hôn sự bất hạnh cuối cùng hòa ly. Được. Ta xin thề dưới trời, nếu như trong lòng Tịnh Thiên Ngữ ta có huynh thì hôn nhân bất hạnh cuối cùng hòa ly. Huynh đã hài lòng chưa? Được. Vậy thì chúc hai người hạnh phúc, đầu bạc răng long, con cháu đầy nhà. Tiểu thư, mau trang điểm chải đầu đi, đừng để lỡ giờ lành. Vâng.